Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm nước tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa cũng như là làm đẹp da cho người sử dụng. Thưa các bạn, một làn da khỏe mạnh, trắng hồng cũng như là sáng bóng luôn là điều mơ ước của rất nhiều trong chúng ta, đúng không? Rất nhiều người trong chúng ta đều muốn có làn da như vậy. Tuy nhiên, vì cơ địa, vì môi trường làm việc hay là do chế độ ăn uống mà da của chúng ta nhiều dầu, lỗ chân lông to hay thậm chí gặp các vấn đề về da, chẳng hạn như là gặp các loại mụn khó chữa hay thậm chí là da của chúng ta thường xuyên bị lão hóa nhanh, xuất hiện các nếp nhăn sớm. Chính vì vậy, việc làm như thế nào để hỗ trợ cải thiện tình trạng này cũng như là điều trị tình trạng này từ sâu bên trong là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và hiểu được điều này thì Kiều Anh cũng như là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc, một trong những dòng sản phẩm có công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa. Thưa các bạn, nước ép tỏi đen Cang Hoa là một trong những dòng sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc và đây được xem là một trong những dòng sản phẩm mang lại lợi ích cho sức khỏe của người dùng từ việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cũng như là ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Và trên thực tế, khi chúng ta sử dụng sản phẩm này, nó còn có công dụng vô cùng tuyệt vời đối với làn da của chúng ta. Sản phẩm nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc có công dụng là kiềm dầu cũng như là kiểm soát lượng bã nhờn đối với những người da mặt thường xuyên gặp tình trạng bóng nhờn, tiết nhiều dầu hay đối với những người da hỗn hợp nhạy cảm. Khi sử dụng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc này, các hợp chất, các vitamin AE, A, C hay là các chất chống oxy hóa có trong sản phẩm này sẽ hỗ trợ là điều tiết bã nhờn trên gương mặt của chúng ta, đồng thời là giảm thiểu tình trạng mụn đầu đen hay là mụn trứng cá xuất hiện trên da. Và ngoài ra, đối với những người mà chúng ta thường xuyên bị nóng gan, từ đó thì da mặt của chúng ta bị mọc nhiều mụn, khi sử dụng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen này, nó cũng sẽ hỗ trợ là làm mát gan, thải độc gan, đồng thời là hỗ trợ điều trị, giải quyết các vấn đề về mụn do nóng gan ở trên da. Ngoài ra, nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc còn được biết đến là một trong những dòng sản phẩm có chứa nhiều các hợp chất, các vitamin, chẳng hạn như là vitamin B15, vitamin E, A hay là C. Và các chất này thì khi đi vào trong cơ thể có tác dụng là chống oxy hóa, đồng thời là ngăn chặn các gốc tự do cũng như là xóa mờ các vết nám, tàn nhang hay là vết nhăn xuất hiện trên da của chúng ta, đồng thời là giúp cho chúng ta có một làn da căng bóng, mịn màng và hồng hào hơn. Và các hợp chất này khi đi sâu vào trong cơ thể còn nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Ngoài ra, ngăn chặn quá trình lão hóa sớm, tình trạng lão hóa sớm xuất hiện đối với người dùng. Và khi sử dụng dòng sản phẩm này thì da dẻ của chúng ta sẽ đẹp từ sâu bên trong. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sở hữu được một làn da mà không có mụn, thậm chí là quá trình lão hóa sẽ không xuất hiện ở trên da mặt của chúng ta. Và với dòng sản phẩm này thì được thiết kế với hộp nhỏ gọn như này và với dạng túi nước như này thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp mà không cần phải đun nấu hay là chúng ta cần phải pha lại. Và khi chúng ta đi công tác hay đi làm xa thì chúng ta có thể sử dụng luôn sản phẩm này. Và với dòng sản phẩm nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 gói như trên tay Kiều Anh đây. Và mỗi lần sử dụng chúng ta sẽ uống hết một lần cho Kiều Anh nhé. Và chúng ta sẽ không để dư lại rồi chiều hay là sáng hôm sau sử dụng ạ. Và với một dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn cũng nên lựa chọn địa chỉ uy tín để chúng ta mua sản phẩm. Và siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ là một trong những địa chỉ các bạn có thể hoàn toàn đặt niềm tin tới khi mua sản phẩm tại đây. Để mua được dòng sản phẩm nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc, các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc 0904 886 428. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép tỏi đen Cang Hoa đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã cung cấp thêm cho các bạn những thông tin ở cách sử dụng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen để làm đẹp da. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.